Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình thức trực tuyến, xét xử vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả với 3 bị cáo Trần Thẩm Linh, 24 tuổi, Huỳnh Hoàng Đức Anh, 21 tuổi và Cao Nhất Ý, 17 tuổi. Theo cáo trạng, ngày 5 tháng 3, Huỳnh Hoàng Đức Anh, ngụ tỉnh Hậu Giang, sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin với tài khoản tên Gia An của Trần Thẩm Linh, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trao đổi mua bán tiền giả. Cả hai thống nhất mua bán tiền giả với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật, mua được 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó Đức Anh rủ Cao Nhất Ý, ngụ xã Vị Đông, mua tiền giả về sử dụng thì Ý đồng ý. Ngày 6 tháng 3, Đức Anh chở Ý đến một quán nước tại công viên Phú Cường ở thành phố Rạch Giá để mua tiền giả của Linh. Sau khi nhận đủ tiền, Đức Anh chở Ý về thành phố Vị Thanh. Tại đây các bị cáo sử dụng tiền giả mua nón bảo hiểm, bia, vé số. Đến ngày 8 tháng 3, Đức Anh và Ý đã đến công an xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đầu thú về hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thẩm Linh. Quá trình điều tra, Linh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cuối tháng 1 năm 2024, Linh dùng tài khoản Facebook truy cập vào các trang làm tiền giả để xem quy trình. Sau đó, Linh sử dụng laptop, máy in màu, máy ép nóng, giấy A4 để làm tiền giả. Qua điều tra, xác định được trong thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, Linh đã làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả với tổng trị giá 455 triệu đồng, thu lợi bất chính 14,2 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng liên quan đến hoạt động độc quyền phát hành tiền tệ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thẩm Linh 11 năm tù, Huỳnh Hoàng Đức Anh 3 năm tù và Cao Nhất Ý 1 năm 6 tháng tù cùng về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.